hàng hóa vậy? Liên Quân uy tín giá rẻ ad quyết không? Lít Liên Quân lên độc kích giá rẻ uy tín biết. Mời các bạn vào trang web ad69.com. Mời dùng tay đi. Lửa mình bạn hình nó nóng hổi tay luôn. Đó. Đây bạn. Đó. Diêu. Diêu Diêu. Ồ quá chị cóc mấy bạn ơi. Nè. Bạn thấy cóc không? Đó. Đây nè. Nè quá chị cóc luôn. Nè, đây nè. Trời ơi kìa. Thấy ham không? Nè nè nè. Wow, bự chưa? Khá là ngon luôn á. Ngọt lắm, các bạn ngọt. Mình sẽ bẻ cái chùm bự trên này cho mấy bạn coi. Đó. Wow. Nè các bạn. Wow. Đã không? Đã không? Quá trời luôn. Ngon ghê chưa? Bỏ vô đây. Đó. Rồi mình bán nguyên chùm nè. Rồi gớt một trái đi. Chua bờ lâm cốc rụng dưới kìa. Anh ba chụp được không? Anh ngoài nào mấy cái bự không nè. À, các bạn mấy cái nhỏ nữa. Qua đây anh ba. Để em coi có cách nào bẻ không chụp được không. Không được rồi. Thôi bẻ tay đi. Không có đường nào bẻ được hết. Nó gớt xuống cũng vậy. Đây là chiến lợi phẩm. Đầy cỡ 100 trái không ta. Nhưng mà tính luôn mấy trái nhỏ là đủ 100 trái nè. Trên đảo đây hả? Có mấy cái con gì trời. Ừ. Ừ. Ngâm cốc cho nó sạch. Ừ. Ê, cốc này cốc non không nghe trời. Đấy các bạn, đây là chiến lợi phẩm nãy giờ chú Công bẻ đó các bạn. Ok. Xong rồi một hồi sẽ đi mua ớt xong rồi mình đâm muối. Mình với chú Công bữa nay sẽ xử hết nguyên cái đóng cốc này luôn. Để ngâm hồi cho nó sạch, ra cái mũ đi. Ok, bây giờ là giai đoạn quan trọng nhất. Giai đoạn vớt cốc ra. Chú Công sang hết một mâm cốc này cho các bạn xem. Ok, chuyện nhỏ. Ok, đây là có quay video làm bằng chứng rồi nha, ok. Tụi ăn 3 trái. Tụi ăn 3 trái luôn. Nếu mà 100 trái là tính luôn mấy trái cốc non này luôn nè mày. Ê, cốc non này ăn rất là đã luôn, không có hộp. Mấy trái bự này ăn hộp không à. Đó. Mình sẽ làm mình sẽ đâm nguyên một mâm muối nữa các bạn. À đây, đây mình có mua nguyên một bịch ớt đây. Ok. Đây các bạn. Mình sẽ đâm nguyên một bịch ớt này với muối hộp. Xong rồi mình sẽ làm một nguyên một thau cốc lắc. Mâm này trị giá mấy trăm ngàn đó. Ừ, mấy trăm ngàn luôn. Mâm này đục ổ không nhôm mà. Giờ tụi mình mâm inox không à. Đây. Đó. Rồi bây giờ anh ba sẽ đi đâm ớt. Hello các bạn, mình với chú Công đang đâm cái thau muối ớt siêu cay luôn. Các bạn thấy hồi nãy mình bỏ cái đó là khoảng đúng là 100 trái ớt luôn các bạn. Đó là mình mua nửa ký ớt luôn. Nửa ký ớt bỏ vô với một bịch muối cục. Rồi sau đó mình đâm cho nó nhuyễn ra, cho lên màu đỏ này đẹp. Xong rồi mình sẽ trộn với cốc. Ok. Cái giai đoạn đâm là giai đoạn mệt nhất luôn. Đây, bây giờ muối nó đang cái màu muối nó cái màu ớt cái nước ớt nó thấm vô cái muối nó màu đỏ lên nữa, bạn thấy hấp dẫn không? Đó. Cái này mới thật sự là siêu cay luôn. Tại vì chú Công khoai ớt các bạn. Nè. Chú Công khoai ớt cho nên là mình sẽ làm một thao siêu cay cho chú Công luôn. Xíu nữa là mình sẽ ăn hết này luôn các bạn, ăn hết cốc và hết thau muối luôn. Ừ. Nói được phải làm được nghe không? Mình chỉ nói giỡn nha các bạn vui thôi chứ mình ăn chút xíu thôi. À, nhìn nó thèm chưa mấy bồ? Chứ tôi nhìn là tôi chảy nước miếng rồi đó. Nè. Chỉ nhìn cái thau ớt thôi là thấy chảy nước miếng rồi đó. Chú Công đang tách cốc bỏ vô đó bạn. Cốc này mình rửa sạch rồi ha. Cho nên là mình ăn luôn cái vỏ để cho nó chua chua á bạn. Chứ gọt cái vỏ ra rồi thì nó ngọt quá. Nếu mà bạn nào mà ăn ngọt á thì muốn ăn ngọt á thì mình gọt cái vỏ ra. Bạn nào muốn ăn chua thì mình cứ để nguyên vỏ luôn. Đó. Mình tách cốc ra mình để ở đây xong rồi mình sẽ trộn lên ha. Chú Ba thì chú Ba khoái ăn mấy trái cốc nhỏ nhỏ rồi đó bạn. Đó. Đó. À, chấm muối. Quá đã luôn. Ngon quá. Rất cay.
Trời ơi trời. Đây các bạn, đây là thao cốc của chú Ba vô công. Ok, bây giờ mình sẽ trộn thao cốc này lên nha. Thôi lấy ba trộn luôn, hồi chú Ba bỏ lửa cuộn tay luôn. Cái gì hả? Nóng. Rồi ba đi rửa tay, nóng thứ gì chị nổi luôn. Kệ đúng sao đâu. Ờ, uống nhau luôn, hồi hai cảnh. Thì mà ông đổ ở đây. Rồi ok, giờ chú công sẽ đổ ở đây ha. Ba đi rửa tay đi, rửa cũng lạnh hình nó nóng hổi tay luôn. Đó. Đây các bạn, đó, chiêu, chiêu thiêu. Rồi ok, mời các bạn cùng ăn cái mâm cốc. Cốc lắc muối ớt, lắc với 100 trái muối ớt siêu cay luôn. Đó, cái này là không có tới 100 trái cốc các bạn, khoảng 6 mấy trái thôi. Bao gồm mấy cái chất cốc non luôn á. Tôi còn không ăn bưởi luôn, kinh vồn. Bưởi khá là ngọt. Thế còn không chơi kinh vồn này. Mới nói mình kinh hồn mà ăn cũng ăn bự luôn. Có phút cầu thử các bạn cùng chia. Muối khá là ngon luôn các bạn ơi. Quá đã. Nó cay giả man luôn. Bữa khá là ngọt. Bữa này mấy bạn không cần chấm muối nữa, nó ngọt sẵn rồi. Ủa mà làm thao cốc mà tự nhiên đi ăn bự rồi sao? Ăn la xét. Tôi ăn la xét luôn. Tao bây giờ mày lặng miếng không? Đây, nửa miếng ít ớt nhất. Bữa nay anh Bi làm cameraman này. Quất luôn. Ngươi bỏ lại luôn. Yên vâng. Cốc nè bạn. Các bạn để nguyên miếng như này ăn nó mới đã. Cái da nó còn nó giòn á. Quá đã luôn rồi. Bạn có thấy mấy anh công bằng không? Công bằng gì? Tôi ngồi ngoài nắng chín trắng chết bà luôn nha. Anh ngồi anh ăn. Cứ qua đi không sao hết em. Đều. Cuộc sống nó công mà nó không bao giờ bằng được. Ok. Ok, cho miếng bưởi luôn. Ủa, nãy giờ thấy công ăn bưởi không vậy? Tôi đề nghị anh ăn cốc ngay giờ luôn. Ok. Cái cảm giác nó sướng, cái dầu sướng đó bạn. Bưởi cũng khá ngon. Cái này là chống chỉ định. Chống chỉ định những như bạn nữ mà đang thèm chua, nhà phụ nữ có thai và đang cho con bú. Quá cay rồi. Nó giòn. Đợi đến camera man quay sao thấy mâm cốc rồi người ta coi nữa thôi. Cốc mà các bạn hái trên cây xuống mình tách ra mình ăn liền á, nó còn tươi, nó còn nước các bạn. Còn cốc mà mình để bẻ để tủ lạnh 2-3 ngày nó hết rồi, hết rồi. Trời, ăn tích cực lên, ăn hết cái mâm này luôn á, nãy ăn nó ăn hết cái mâm này mà. Quá ngon. Ngồi cái cục kích tôi nè. Ôi. Trộn lên cho bạn xem. Thấy không? Trời ơi.
chưa nắng mà nhìn cái mâm cốc này là chết người luôn. Đó, thấy ngon thiệt chứ bộ. Thôi quá cay rồi. Ok, ok các bạn, không thể nào bạn hết được cái mâm này đâu các bạn ơi, tại vì nó dữ lắm, nó cay luôn. Gần nửa ký ớt là khoảng gần 100 trái ớt trong này luôn á. Sao nãy giờ có mình tôi nói chuyện vậy? No. Thôi, ok mình ngừng video đây đi, chứ cay quá ăn hết nổi rồi. Rồi chú okay. Công nói là gì tao nói fan đây. Đó hai bạn, mình sẽ cho ba. Đâu? Rồi các bạn xem video gì đó. Bạn xem video nhớ bấm like, bấm subscribe nha, ủng hộ kênh mình nha. Ok, các bạn xem video nhớ bấm like, chia sẻ. Thì bấm mà. Bạn nào mới xem kênh mình là đầu tiên á, nhớ bấm subscribe đăng ký để ủng hộ kênh Thánh Bựa Vlog ha. Tuy nó cay mà rất là ngon. Ok. Các bạn. Bye. Rồi các bạn trong video làm sao?